Xin chào các con, cô Tình Minh dạy lớp trời 2 trường mầm non Bé Ngoan. Hôm nay cô mang đến cho các con một bài thơ rất là hay nè. Đó là bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề. Các con chú ý lắng nghe nha. Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề. Bé chơi làm thợ nề, xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ, đào lên thật nhiều thang. Bé chơi làm thợ hàn, nối nhịp cầu đất nước. Bé chơi làm thầy thuốc, chữa bệnh cho mọi người. Bé chơi làm cô nuôi, xúc cơm cho cháu bé. Một ngày ở nhà trẻ, bé làm bao nhiêu nghề. Chiều mẹ đến đón về, bé lại là cái cuốn. Các con ơi, cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề đó. Bạn nhỏ trong bài thơ ước mơ mình làm rất là nhiều nghề nè. Vậy còn các con thì sao? Các con ước mơ mình lớn lên mình sẽ làm những công việc gì, nghề gì? Như bác sĩ, công an, cầu thủ đá banh, diễn viên. Ôi, để thực hiện được những ước mơ của mình thì các con phải chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ba mẹ của mình nhé. Các con hãy học thuộc bài thơ của mình, đọc cho ba mẹ mình nghe. Giờ học thơ của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và tạm biệt các con.